Chuối nữa. Sáng chuối Đà Lạt. Mày đừng có chụp tao. Tao chả có biết bằng. Cái này bỏ nó bỏ vô cốp xe. Ngày uống gì? Ừ, thì ngày uống gì? Hôm trước là bà Lan thì hôm trước có là nè. Nhiều dữ vậy. Nhưng mà cô Phán nó cho mấy hộp luôn. Mà bà ý là bà thấy với gì á, tao còn hộp chống á, hộp nguyên chống á. Còn cho tiền hết một hộp rồi. Còn cái này là còn một hộp viên mày đi làm cực nè. Ngày đâu uống viên hả? Ngày uống 2 viên, sáng viên, chiều viên. Này gì? Thuốc xăm Hàn Quốc. Xăm hả? Chứ không phải thuốc sắt hả? Không, thuốc này đem tự bệnh về luôn á. Con thấm cái nó mới đi Hàn Quốc á. Xăm Hàn Quốc. Ở bển mà. Mấy triệu luôn á. Đâu rồi con dĩ đâu từ mà. Tao khui ra tao uống mà tao lên máu. Tao đâu dám uống. Đừng cho má nè. Ở xăm nó lên máu thì viên này tại nó nói má mà má bển còn chưa chú. Nè, cầu ủ ghế thiệt. Vậy sợ nên mãi coi biết mà mãi này có mua tự bỏ luôn. Nè Hàn Quốc không nè. Đó. Là nó sướng cho đó. Nè mày lấy hai nãy nào để tao vui ra nãy tao cúng ông địa coi. Lấy nãy nào cũng được. Cái nào cũng được, chị lấy coi cái nào nào xanh xanh đó cúng. Chị. Rửa xua. Chị. Cho bố. Họ tao chứ mày buông cục đi. Cũng được. Mà mày đừng có nói tao nha. Bà ăn có hết đâu. Tiếc ghê á, mang mùng 9 là về, em về em khởi công. Trái này người ta nói chú đen nhỏ. Chiêu. Nước lạnh. Vòi lạnh. Ông Hùng đâu rồi? Vòi. Đi làm. Vòi nóng, hôm nay chủ nhật cũng làm. Mới mua mới hết à? Mày ghê thiệt chứ coi nè. Ừ, chưa, mai hốt mà tao chưa kêu vô là màn á, tao kêu vô là màn nữa là. Cái này là máy này làm gì vậy? Tan mỡ bụng hả? Ờ, tan mỡ bụng đi đánh quá lỏng mỡ. Con nghĩ về nó ngủ thôi nha. Ngủ dưới tao. Ông Hùng nằm dưới đất mà. Tại vì ông kêu rọt để nó mốt kiếm tiền. Ghê thiệt. Ghê không? Không ngờ luôn á tay. Làm xì ba ghê. Xì ba. Cho, ra nắng chị ơi, này mát quá, không có bông. Để trong mát rồi. Trồng cái kim tiền á. Đây nè, lưỡi hổ nè. Lưỡi hổ này mốt nhảy lên luôn á. Mà tự dưng cái thấu cao mà nó nhảy tao hết chia là 3 chậu, 2 chậu. Cái lưỡi hổ đã không? Bên nó bự rồi.